Ông già Noel đang ở đâu? Có biết giờ con đang sầu bi. Người con xem như chỉ kỷ nay cũng vội quay lưng mà đi. Giờ là lúc Noel vừa đến nhưng vẫn không có ai yêu con thì một mình lang thang trên con phố giống như mọi khi. Lonely Noel, ông hãy ban cho con một cô người yêu để cô ấy mang hơi ấm xua tan không gian buồn yêu. Dù đang không cao xấu xí ấm yêu bao nhiêu thì con cũng chịu, chỉ cần bạn cho con cảm giác mà con đang thiếu. Đó chính là một vòng tay ấm áp, một nụ cười cho ai ngơ ngác, là bờ môi trao vội vàng nhẹ nhàng, là tình yêu con luôn khao khát. Ayo, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Jun đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một ca khúc mang tên là Noel Ngó của Ba Chú Bộ Đội nha. Và ca khúc này cũng rất là lâu năm rồi, nhưng mà còn vài ngày nữa tới Noel và các bạn cũng yêu cầu bài này khá là nhiều nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Ok, và phần ngập âm và lời bài hát mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Đó, và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, một share nhé. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu video nào, đi thôi. Ok, và tông gốc bài này là tông đô tăng trưởng, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tông đô trưởng nhé, để cho hợp âm nó đơn giản hơn. Và để rút ngắn thời lượng cho video này thì mình sẽ để lên video hướng dẫn hợp âm và thới bấm hợp âm bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Đó, các bạn vào phần mô tả và các bạn xem lại video đó. Ok, và tông gốc thì các bạn kẹp cabo vào ngăn số 1. Đó. Và quýnh ở đô trưởng như bình thường. Đó. Thì các bạn nào muốn hát thấp hơn tông gốc, các bạn có thể là bỏ cabo ra và quýnh ở đô trưởng nhá. Còn các bạn nữ thì các bạn sẽ kẹp vào ngăn số 5 hoặc là ngăn 5 hoặc là ngăn 6 gì đó để hát tông nữ. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ bỏ cabo ra để hướng dẫn các bạn nhé. Ok chưa? Và cái vòng hòa thanh bài này đó là đô trưởng, son trưởng, la thứ, mi thứ, pha trưởng, đô trưởng, pha trưởng và son trưởng. Đó, vòng hòa thanh là cái vòng canon luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta xem là bài này điểm những cái điệu như thế nào nha các bạn. Thì bài này tiết tấu khá là vui nên là các bạn sẽ đánh điệu blue ở cái đoạn đầu. Đó, nghe khá là hợp lý luôn, như thế này. Bây giờ mình sẽ đọc công thức blue cơ bản nhất cho các bạn nhé. Công thức là bát chép đập chậm nghỉ chép đập chép. Và các bạn chép ở đây là các bạn sẽ móc dây 3, dây 2, dây 1 lên một lượt. Đó, còn chập là các bạn sẽ chập đồng thời dây bát cộng với lại 3 dây chép lên một lượt. Đó. Còn đập là các bạn sẽ đập ngón tay vào cái phần dây này, dây 5, dây 6 gì đó. Đó. Ok, giờ mình đọc lại công thức nè. Bát chép đập chậm nghỉ chép đập chép. Và nhịp của bài này là nhịp 4-4. Các bạn vừa đánh tiết tấu và vừa đếm nhịp nhé. Đây, như thế này. 1, 2, 3, 4 chuyển. 1, 2, 3, 4 chuyển. Bát chép đập chậm nghỉ chép đập chép. 1, 2, 3, 4 chuyển. 1, 2, 3, 4 chuyển. Đó, thì đây là cái điệu blue cơ bản nhất. Và mình cũng có làm thêm một cái video hướng dẫn về các điệu blue biến tấu. Các bạn có thể xem lại cái video đó bên dưới phần mô tả nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép lời bài hát vào tiết tấu này nha. Và các bạn có thể đập vào dây như thế này. Đó, để các bạn mồi vào cái đoạn hát nha. Bây giờ mình sẽ ví dụ nè. Ông già Noel đang ở đâu? Có biết giờ con đang sầu bi. Người con xem như chỉ kỷ nay cũng vội quay lưng mà đi. Giờ là lúc Noel vừa đến nhưng vẫn không có ai yêu con thì một mình lang thang trên con phố giống như mọi khi. Lonely Noel, ông hãy ban cho con một cô người yêu để cô ấy mang hơi ấm xua tan không gian buồn yêu. Dù đang không cao xấu xí ấm yêu bao nhiêu thì con cũng chịu, chỉ
cần bạn cho con cảm giác mà con đang thiếu. Đó chính là một vòng tay ấm áp, một nụ cười cho ai ngơ ngác, là bờ môi trao vội vàng nhẹ nhàng, là tình yêu con luôn khao khát. Ok, và các bạn sẽ đếm như vậy tới đoạn điệp khúc nha. Và tới điệp khúc này chúng ta có rất nhiều cách đánh luôn. Đó, là thứ nhất là các bạn có thể đệm luôn cái điệu blue cho điệp khúc như thế này. Đó, thứ hai là các bạn có thể là chuyển sang quạt chả. Và thứ ba là mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là bấm thùng. Đó, tại vì bài này khá là vui nên là chúng ta sẽ ưu tiên về các tiết tấu, các điệu đệm nó sẽ vui tươi một xíu nhá. Đó, ok. Và blue thì mình sẽ không hướng dẫn lại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn quạt chả trước nha. Thì bài này chúng ta cũng sẽ quạt chả nó kiểu như là nó sẽ nó tiết tấu nó sẽ nhanh một xíu như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đọc chậm công thức cho các bạn nha. Công thức là xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên. Đó. Và các bạn cố gắng là nhấn mạnh ở cái xuống thứ nhất và cái xuống ở cái đoạn giữa như thế này. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống. Đó, nhấn mạnh ở ngay này nha. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống. Đó, mạnh, hai, mạnh, đó. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống. Xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống. Xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên. Ok chưa? Đó, và mỗi hợp âm các bạn sẽ quýnh nguyên một combo như vậy. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống. Xuống lên, xuống lên. Đó, nó khá là nhanh nên là các bạn cố gắng là tập thật nhiều nha, tập chậm thôi. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên. Đó. Cái xuống lên là các bạn sẽ tranh thủ chuyển sang hợp âm khác nha. Đó, như vậy nó mới chắc nhịp, nó mới kịp để các bạn chuyển hợp âm. Nè. Xuống, bây giờ mình sẽ quấn chậm cho các bạn trước nha. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống lên chuyển. Bắt đầu đẩy tiết tấu nhanh lên. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là cái phần băm thùng nhá. Đó. Đó, và cái băm này mình đã hướng dẫn ở nhiều video trước và nó sẽ áp dụng được trong rất nhiều bài hát luôn các bạn. Hầu hết là cái bài sôi động các bạn có thể áp dụng vào nhá. Đây mình sẽ quýnh mẫu một đoạn nha. Mình sẽ đọc công thức cho các bạn nhé. Công thức là bam lên đập, bam xuống lên đập, bam. Đó, lại nè. Bam là các bạn sẽ đồng thời quấn cái phần này vào ngay cái thùng đàn nè, và đồng thời búng hai ngón tay vào dây đàn.
âm thanh nó sẽ vang lên một lượt nha các bạn. Bam, rồi lên, rồi đập vào dây. Đó, bam, lên, đập, bam. Rồi kế tiếp nè, xuống, lên, đập, bam. Đó, nguyên một cây combo như thế này. Bam, lên, đập, bam, xuống, lên, đập, bam. Đó. Và cái bam cuối á, nó sẽ nối sang hợp âm kế tiếp. Nó sẽ tạo ra một hiệu ứng đó là bam kép. Nghe rất là ảo luôn các bạn, như thế này. Đó. Nên là các bạn cố gắng tập nhiều, thật nhiều luôn, thật nhiều cái đoạn này. Tại vì nó khá là khó, tại vì hợp âm này nó nhảy liền qua cái này, nên là các bạn cần phải rất là nhanh tay luôn á. Đó, bam lên đập, bam xuống lên đập, bam bam lên đập, bam xuống lên đập. Một, hai, ba, bốn chuyện. Một, hai, ba, bốn chuyện. Đó, ok chưa? Và cái phần rap á, các bạn có thể chuyển về cái đoạn tiết tấu của blue để các bạn đánh rap. Rồi xong chúng ta quay lại điệp khúc một lần nữa, là các bạn có thể lựa chọn đó là bam thùng, hoặc là các bạn lựa chọn đó là quạt chả. Đó, có thể là điệp khúc thứ nhất là các bạn có thể là quạt chả, và sau cái đoạn rap các bạn chuyển sang đoạn bam. Ở cái điệp khúc kế tiếp là các bạn sẽ chuyển sang đoạn bam. Đó, như vậy á, bài hát chúng ta nó sẽ màu sắc hơn, nó sẽ nhiều điệu đệm hơn nha. Ok, và mình sẽ kết thúc video của mình tại đây nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, một share nhé. Và các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé. Và cuối cùng là chúc các bạn tập đàn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.